cái chùa này thường thường là một năm con đi là mỗi năm. Hồi lúc bệnh con đi, giờ con đang bệnh rồi đi nãy giờ ít hơn cái vậy, không có sổ mũi luôn. Gia đình quậy nè, gia đình quậy đi chùa nè, nè gia đình quậy nè. Cái dừa này chín mở rồi đó. Dạ rồi. Thả nó xuống. Thả nó xuống thì dơ. Dơ. Nè con đừng quậy nè, con đi chùa con không có quậy nha. Nha không? Bé ơi bé. Bé ơi. Nó kêu bé ơi kìa. Nó kêu bé ẩm kìa. Ừ. Mẹ ẩm hai con luôn đi. Bé ẩm, kêu bé ẩm. Hả? Khoan khoan khoan. Để lại lại đây. Chàng ơi, cậu đưa này đừng giữ. Rồi đứng đây đi chân thang đi. Đó mà, đi chân không. Ê. Hả? Uống dừa gieo duyên nè. Vậy đó. Không không phải. Đây để làm tôi làm cho uống gì sao được. Ngọt á. Ngọt không? Rất là ngọt vậy. Uống coi, uống lại cái bé. Không có được, chảy nước rồi uống mà chùa. Đây làm cho để xuống. Nó lại cay, nó lại cay. Thôi. Có uống dừa hoài ha. Hả? Nguyễn Giao này sâu không? Sâu, sâu. Tưởng đâu ngắn ngắn chứ có gì, biết chị con đang độ luôn rồi. Đâu có được con. Đổi được. Chảy nước. Uống đi, uống đi, uống dừa coi. Con uống dừa đi. Ủa à, anh ở đây rồi. Chảy nước. Tại eo đi nước xuống rồi chảy dữ. Vậy là vô đây, vậy là thoải mái. Quên, quên hết thì tâm mình ăn nhà nó vui á. Thôi em đi quay nha. Trời ơi, nó giờ nó chở chị theo đồ đá nè. Này xin đàng hoàng, em có ăn trộm. Ngước mặt lên cho cả nhà biết cái coi. Ngọt không? Ngọt không? Con cứ uống trước đi. Quay cô hai nè Ben. Bên. Cái đồ bự cho uống được. Uống được. Uống uống được luôn. Cái chén này đi. Ồ ồ ngọt kìa. Cái kia mới ngon kìa. Thì chặt ai uống gì phát cho em uống luôn nè. Em uống. Cái kia mới ngon á. Gì con? Nè. Yeah. À.
ba uống cho ba uống kìa. Hai vợ chồng nó uống đua đó, thi vô nhau uống dừa. Nè, đừng có hái cây tỏi chết con. Vậy không có hái cây nghe không? Nó thổi mà nước miếng nó chảy ròng ròng ra luôn kìa. Bà Tư ơi. Thổi tiếp đi, thổi. Thổi tiếp đi, cái cây kìa, thổi đi, thổi cây đi. Cả nhà cùng theo dõi cùng mình nha. Ăn cho mình nè. Giữ em nghe bé, mùa mưa không có nghe bé. Ba mẹ vô tới chưa? Nó ăn sao vườn này ba mẹ biết mà. Mình nó buồn, không được thoải mái, cái mình lên trên này là thấy khoảng khoái liền luôn á. Thấy đồ, thấy cảnh thiên nhiên đồ, thấy tâm mình bình yên thật sự luôn á. Cục này là cái nơi để cho người ta ngồi tịnh tâm và niệm Phật. Mình đi dạo một vòng xung quanh cho quý cô chú và anh chị xem nha. Rộng và mát, hai bên thì có một cái ao sen dài, kế tiếp đó là một hàng dừa, bên đây là một hàng cao.
chiều khi mát xuống bắt đầu mọi người ra đây ngồi tịnh tọa niệm Phật tịnh tâm rồi rất là mát và thoải mái, tâm mình dễ thanh tịnh lắm. Đây nè, có những trái dừa, cây dừa rất đã già luôn, không có ai đây bẻ hết trơn. Nãy mấy đứa em của mình á, xin hai trái để uống, rất là ngọt nha, dừa rất là ngon nha. Tới cái đầu bờ đẳng là giáp một chồng của cái nơi mà tịnh tọa của tịnh tâm của cái ngôi chùa. Cảnh rất là thiên nhiên luôn á. Đây ở trước mặt là cả nhà của mình. Hôm nay cùng đi chùa, đi đến tịnh xá Lục Tâm. Bơ ơi, bơ chào cả nhà coi nè, bé chào cả nhà coi. Lấy đá đập ra rồi xong nó đưa mỏ luôn. Bé ơi, em gà. Chó kêu uống bẻ đi, cứ việc uống, uống bẻ phải uống đó, đừng có bỏ phí. Bây giờ ông cha và thằng em và một đứa cháu đi tiếp tục bẻ dừa uống nha bà con. Dừa này các vị trong chùa cũng có cho mình uống, bẻ bao nhiêu thì uống hết bao nhiêu, chứ đừng có bẻ bỏ. Dừa vàng nè ba. Dạ ơi. Dạ đó, cái trái còn trái tròn ngoài bìa này nè. Không, trái trên đây. Hả? Dạ. Trái này không già nè, trái tròn này không già nè. Trái tròn này ba chọn đi ba, rất nhiều rồi ba. Để cho. Nó rất nhiều đó. Ngày xưa là chuyên gia á, đi ăn chậm dừa đang uống khóa quậy dừa như lắm luôn á. Rồi bây giờ là lớn rồi hết rồi, cái này là có xin phép xin dừa. Chuyên nghiệp ghê không? Ngon chứ không phải ngon. Chuyên nghiệp không đó? Kinh nghiệm chậm dừa. Ngày xưa nó đang chậm dừa, nó lặn hụp dưới mương dưới đồ dữ lắm luôn, nó tập lội tập bơi mình nên tự biết luôn.
giờ là ôn lại kỷ niệm. Ủa lấy mì vô ăn hả? Chút bên kia kìa, bên trong chùa đẩy gì đó mình vô mình ăn. Mát mẻ nó đi mát. Ở đây nó chở về thầy đồ đá á chị. Viên cấp dừa. Nhỏ nhỏ quậy lắm. Giờ lớn biết rồi tu tâm. Đó làm đạo tặc mình đâu biết rồi mình tội phước sao đâu. Cái này chị đi đi nhiều chùa không chị? Đi 12 chùa. Tốt ha. Quá quý luôn. Ben, mới nghe nè, không có tới chùa nữa anh trộm tội với con xin đàng hoàng. Em đâu rồi? Chừng em nó nghe tại hai mấy bên bờ nó có đìa nó nghe giữ em nha. Thôi mình biết rồi, mình biết tội rồi, mình rút kinh nghiệm đừng có làm tội nha. Dùng sò bảo ngoan mà. Không có đâu, ở đây con chồng là có người hết bảo quản hết trơn con. Kìa, có cái sò bảo ngoan. Nhưng mà ở đâu bảo quản mình cũng không nên ăn cắp hết trơn đó, đó là đạo tặc hiểu không? Mình hồi xưa mình cậu Tư không biết thì cô Tư làm cho con thì con đó biết mẹ nó nói con nghe con làm chi con tội. Từ 2 năm trước. Trở về thầy kỳ quan giả. Ừ, ừ, Mỹ luôn đó mẹ, đó Mỹ thấy luôn đó mẹ. Ừ. Đâu, có đâu về con quay mà cái này không có trực tiếp. Chị ơi, cái này bún mắm hả chị? Bún xào hả? Xả, bún xả. Bữa nay mình nấu đãi khách nhiều không chị? Mình nấu đãi khách nhiều không? Có ăn không?
mỗi người một phần, mẹ ăn hết mình thêm một phần nữa, ăn no bụng thôi rồi nha, cái việc ăn cho con quay chút xíu nha. Ăn cũng ngon miệng nha. À, mấy cô này là phụ ở trong tịnh xá quý vị. Chút xíu nữa con mới dùng. Đây chắc là VIP chính đây phải không? Chào cô. À, đây là nồi bún xả của tịnh xá để cho quý khách đi viếng chùa. Mình ăn theo mình có sức nha. Nãy giờ đi nhiêu kỹ này? Đi đâu nhà mới về mà con đi. Đây là cô bếp chính nha. Tự nhiên đi. Có gì đâu, mình đi chùa mình quay một cái clip để làm kỷ niệm thôi với chị. Thì em có làm cái kênh đó nữa, với chị về có xem. À, Ngô Nguyên cư sĩ. Ngô Nguyên cư sĩ. Ngon không? Mẹ không ăn mẹ. Con không ăn hả? Con uống nước cho nước không? Mẹ lấy nước cho uống. Ủa con bé không ăn bác? Chút nữa con đi chơi chút gì?